Lisa gầy sốt với vòng eo siêu thực, lấn át cả nhan sắc trên sân khấu. Chiếc eo của Lisa quả thật là niềm ao ước của bao cô gái. Mới đây, những hình ảnh của Lisa tại soundcheck cho đêm diễn Angkor World Tour Bonping tại Bangkok đã gây sốt khắp mạng xã hội. Dù không trưng diện lộng lẫy, thế nhưng chính điều này đã chứng minh được nhan sắc đỉnh cao của cô nàng. Điều khiến netizen trầm trồ nhất chính là vòng eo siêu thực với tỷ lệ mỡ thừa 0% của Lisa. Đây cũng chính là điểm mạnh khiến Lisa thường xuyên diện những thiết kế táo bạo, khoe trọn body bốc cháy của mình. Theo thống kê của Touring Data, World Tour Bonping của Blackpink đã chính thức trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử đối với một nhóm nhạc. Trước đó, kỷ lục này từng thuộc về nhóm nhạc huyền thoại Spice Girls với tour diễn Spice World vào năm 2019 của họ, 78,2 triệu USD. Trong khi đó, Bonping đã thu về 78,5 triệu USD với 366.000 vé cho 26 buổi biểu diễn, hiện tại đã vượt 100 triệu USD. Điều đáng nói ở đây chính là việc Blackpink Show đổ kỷ lục của Spice Girls khi tour lưu diễn này còn chưa kết thúc, đồng nghĩa với việc doanh thu của tour diễn này sẽ không chỉ dừng lại ở mức nói trên. Big đã thông báo Blackpink sẽ tổ chức đêm diễn bế mạc tại ở loạt sân vận động lớn tại Bắc Mỹ như Medline New Jersey, Allegiant Las Vegas, Oracle Park San Francisco và Dodger Los Angeles. Với những địa điểm này, số lượng khán giả dự kiến sẽ còn tăng do sức chứa khổng lồ, cũng như sự kỳ vọng vào các sân khấu hoành tráng từ Blackpink để khép lại tour diễn. Trước đó, Blackpink cũng ghi nhận lịch sử là nghệ sĩ châu Á đầu tiên đảm nhận vai trò diễn headliner tại lễ hội âm nhạc toàn cầu Coachella 2023. Có thể thấy sự nghiệp của Blackpink đang trên đà thăng tiến cực mạnh dù đã ra mắt được 7 năm, mốc thời gian dính lời nguyền của nhiều nhóm nhạc pop.